Con cũng thỉnh thử tự siêu từ bi dẫn nhập bài học Nam Mô Bổn Thầy nhé. Dạ Nam Mô Bổn Thầy giá, thì con không biết là Thượng Tọa Tỳ Siêu có nghe được con không, thì con kính thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu dẫn nhập bài học ạ. Thầy kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thiền Quang, lễ Đức Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về cái giới tâm bất thiện. Cô phần giới thiệu về cái giới tâm bất thiện. Thứ năm tới chúng ta sẽ học về tâm tham. Còn hôm nay chúng ta chỉ nghe giới thiệu về cái tâm bất thiện ý nghĩa như thế nào. Tâm bất thiện nó nằm ở trong cái tâm dục giới. Trong bốn địa phương của tâm, tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế, thì nó có bốn giống tâm: bất thiện, thiện, hòa và tốt. Tâm dục giới thì có đủ trong cái địa phương dục giới: kama, vachara, phumi. Trong cái lãnh hạt dục giới thì có đủ bốn loại tâm: bất thiện, thiện, quả và tốt. Còn tâm sắc giới, tâm vô sắc giới thì cái địa phức cái sắc giới chỉ có ba giống tâm, tức là giống thiện, giống quả, giống tốt. Tâm thiện, tâm quả, tâm tốt. Tâm vô sắc giới cũng thiện, quả và tốt. Còn tâm siêu thế, cái địa phước siêu thế thì chỉ có hai giống tâm, tức là tâm thiện và tâm quả mà thôi. Khi chúng ta nắm được như vậy thì chúng ta sẽ học dần dần, đến đâu thì chúng ta biết đến đó. Và cứ mỗi lần học thêm một bài mới thì chúng tôi sẽ nhắc lại để các học viên chúng ta có thể nắm bắt được bài học. Và hôm nay thì trong cái bài học về tâm bất thiện này sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng.
Bây giờ thì trước nhất xin mời cô Lâm Nhật Nguyệt đọc cho bài học, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Đức Đẳng thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, nam mô Bổn Thầy, dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tế Siêu đã dẫn nhập cho bài học. Bây giờ thì con xin được đọc phần chánh văn. Bài Giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, bài 16, nhóm tâm bất thiện. Khi học Thắng Pháp Abhidhamma, người học cần lưu ý là trong cách nói vĩ mô, những từ vựng cần được hiểu ở nhiều mức độ. Từ sự thô thiển cho đến trạng thái rất tế nhị, khác với quan điểm thường tình. Thí dụ, tâm bất thiện không hẳn giống ý nghĩa ác xấu như chúng ta hay nói, hoặc tâm tham không hẳn chỉ cho sự tham lam thô thiển, mà có thể là một trạng thái rất khó cảm nhận như sự dính mắc trong thiền chứng. Có lẽ định nghĩa chính xác nhất của thuật Akusala là cái gì đối ngược với thiện. Pháp sư Giác Chánh giải thích điểm này như sau: nếu thiện là những gì lành mạnh của tinh thần, thì bất thiện là trạng thái suy nhược, bệnh hoạn của tâm, rogajatha. Nếu thiện là cái gì tốt đẹp, thì bất thiện là cái gì không tốt đẹp. Nếu thiện là cái gì khôn khéo, thì bất thiện là cái gì vụng về. Nếu thiện là cái gì hiền thiện, thì bất thiện là cái gì tội lỗi. Nếu thiện là cái gì tạo quả an lạc, thì bất thiện là nguyên nhân sanh khổ đau. Để có cái nhìn rộng về thuật ngữ bất thiện Akusala trong Thắng Pháp Abhidhamma, nên hiểu bốn phạm trù sau. Tâm bất thiện là ba thứ tâm tham sân si được phân định rõ ràng đối lập với các tâm tịnh hảo. Đây cũng chính là nội dung sẽ được học trong ba bài tiếp theo. Thuộc tánh bất thiện. Thuộc tánh của tâm thường gọi là tâm sở, cũng có nhóm thuộc tánh bất thiện, nhưng cho chúng ta một số ý niệm khác về bất thiện. Thí dụ, thuộc tánh si và tất cả thuộc tánh thuộc si phần có mặt trong tất cả 12 tâm bất thiện. Nói cách khác, trong tâm tham và tâm sân có thuộc tánh si, mặc dù trong tâm si không có thuộc tánh tham và thuộc tánh sân. Căn bất thiện. Căn có nghĩa là cội rễ. Ba căn bất thiện là căn tham, căn sân, căn si, mang ý nghĩa không giống với ba tâm bất thiện. Vai trò của các căn thiện và bất thiện trong Thắng Pháp Abhidhamma cho thấy góc nhìn đặc biệt về tâm pháp. Tại sao không thể chỉ nói tâm một cách đơn thuần mà còn phải nói tới cội rễ? Ảnh hưởng bất thiện. Đây là lĩnh vực tương đối khó hiểu trong Phật học. Vô minh và ái ảnh hưởng toàn bộ tạo tác của nghiệp quả, dù thiện hay bất thiện. Nói theo duyên khởi là vô minh duyên hành, ái duyên thủ và thủ duyên hữu. Tác động này nhấn mạnh về hai thuộc tánh si, vô minh và thuộc tánh tham, ái. Không thể hiểu theo cách bất thiện, ác xấu bình thường, mà là một ảnh hưởng sâu xa đối với tất cả tạo tác cấu thành tiến trình sanh tử. Một điểm cần nói thêm về tâm bất thiện. Nếu nhìn vào biểu đồ chư pháp thì các tâm quả bất thiện không nhiều, chỉ có 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Thoạt nhìn rất muội lược nhưng lại là biển khổ trùng khơi. Quả thiện tuy nhiều trên đồ biểu nhưng ít thành tựu trên thực tế đối với muôn loại chúng sanh. Quả bất thiện tuy nêu có ít trên biểu đồ, nhưng so với quả thiện thì như lông con bò so với sừng bò. Ngữ và nghĩa. Hai từ vựng tâm bất thiện, kusala và phiền não, kilesa, đôi khi nghe như đồng nghĩa, nhưng cách dùng có nhiều sai biệt. Trong Phật học, tất cả tâm bất thiện đều chứa đựng phiền não. Nhưng nói một cách vĩ mô, thì những thuộc tánh bất thiện thuộc hành quẩn, trong lúc thọ quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn, thì bị nhuộm bởi các thuộc tánh bất thiện.
thiện. Trong cách nói đại loại thì bất thiện nói rộng hơn, thí dụ sở hành bất thiện, khuynh hướng bất thiện, vân vân. Trong lúc chữ phiền não đặc biệt chỉ cho trạng thái tâm nung nấu, phải mất ít thời gian người học mới có thể phân biệt được cách dùng hai từ này một cách tinh xác. Nên cẩn thận. Khác với cách nói thường là đại loại như trong kinh tạng, trong Thắng Pháp Tạng có những khái niệm mới nghe rất ngược đời, nhưng phải chịu bỏ bớt những định kiến thì mới hiểu được. Thí dụ, chúng ta thường nghe cái gì thuộc bất thiện là ác xấu nên từ bỏ. Trong kinh tạng, kinh Đế Thích Vấn Đạo có Phật ngôn, có những thọ ưu nên thường có những thọ ưu không nên thường có. Thọ ưu trong Thắng Pháp chỉ có trong tâm sân. Như vậy, tâm sân tuy là bất thiện, nhưng có lúc cũng rất tốt, như tâm kinh hãi đối với trầm luân sanh tử chẳng hạn. Một thí dụ khác là theo cái nhìn thường thức thì ăn năn hối lỗi là điều tốt, đáng khuyến khích. Nhưng theo Thắng Pháp thì sự hối tiếc thuộc sân phần là một thuộc tánh bất thiện. Nên học Thắng Pháp bằng cái nhìn mới mẻ, bớt định kiến thì học sẽ nhanh và thú vị. Thử dùng khái niệm quen thuộc bacteria, tức là vi khuẩn hay vi sinh vật. Có thứ tốt, có thứ xấu. Thứ tốt có thể ăn tiêu những độc tố tai hại, trong lúc thứ xấu có thể làm hại sức khỏe của con người. Trong cái nhìn của các nhà khoa học thì cái nào giúp ích thì ghi nhận là giúp ích, cái nào có hại thì ghi nhận có hại. Khái niệm thiện, bất thiện trong Thắng Pháp cũng tương tự như vậy. Tâm nào đi với ba căn bất thiện thì là bất thiện, đi với ba căn thiện thì là tịnh hảo, không nhận thức theo nghị luật thường tình. Những điểm cần nhớ: tâm bất thiện là những thứ tâm đi với căn rễ bất thiện. Tâm bất thiện khi nói có lằn ranh rõ rệt đối với các tâm thiện, nhưng các thuộc tánh bất thiện như thuộc tánh si, thuộc tánh tham có ảnh hưởng toàn bộ hạnh nghiệp dẫn đến sinh tử, dù thiện hay bất thiện. Khái niệm thiện, bất thiện trong cách nói vĩ mô của Thắng Pháp Tạng so với kinh tạng có nhiều sai biệt cần lưu ý. Đến phần minh họa. Xin mời quý đạo hữu vào linh để xem phần minh họa. Nhóm tâm bất thiện trong biểu đồ chư pháp. Điều đã nói và điều sắp nói. Chính văn đến đây đã kết thúc. Chúng con cũng thỉnh từng tổ chức đăng từ bi thuyết giảng bài học Nam Mô Bổn Thầy nhé. Nam Mô Bổn Thầy. Kính lên lễ chư Tôn Đức Thượng Trọ tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sử dụng Zoom để giảng bài học vốn có ở bên trong. Hy vọng rằng quý Phật tử có thể nghe rõ, không có một trở ngại kỹ thuật. Và khi mà chúng tôi nói chuyện trong Zoom thì cái quan hệ chờ chúng chút nhé, chúng tôi sẽ tìm góc nào nhìn những cái hình nó cũng rõ về ánh sáng.
đến lễ chư Phật tử siêu, đến lễ chư tôn đức sơn chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong bộ họa phi tham á, thắng pháp tham á thì chúng tôi có nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đó là chúng ta cần học với một cái nhìn tương đối rất là mới, tức là đừng dùng cái khái niệm thường có để hiểu Abhidhamma. Ví dụ như là mình nói rằng tâm tham thì mình chỉ có gì ham muốn thì mới là tham, nhất là ham muốn quá độ. Một người tham lam theo thường thức, ví dụ mình ăn cũng dành phần nhiều, hay là mình ham danh ham lợi, còn cái gì mình chỉ thích bình thường, cái đẹp mình thưởng thức thì mình không tính là tham. Nhưng mà trong Abhidhamma thì phải như vậy. Đó là một ví dụ. Ở đây chỉ bất thiện mà định nghĩa theo cách nói bình thường của chúng ta thì bất thiện là cái gì? Ác xấu, sai quấy. Nhưng mà chữ bất thiện là chữ tương đối là khó định nghĩa chứ không phải dễ định nghĩa đâu. Chứ ác xấu sai quấy nó rất là thô, nó rất là nặng ở trong tiếng Việt. Mà những trạng thái bất thiện này nó ăn sâu ở trong tâm tư của chúng ta. Lấy ví dụ như trong cái chấp thủ về tôi, về ta. Nó là một chuyện tế gì lắm. Tôi là một người rất là tốt, có địa vị tốt trong xã hội. Tôi không muốn hôn thua với người khác. Thì trong cái cách chỉ tôi như vậy đó, trên phương diện lương lý đạo đức thì nó làm những rất là bình thường, thậm chí nó còn đẹp nữa, người có biết lòng tự trọng. Nhưng mà trong thắng pháp thì có khi cách trình đó đó, mà nếu chúng ta ý đi chưa kỹ, nó có tài chất là thân kiến ở trong đó. Có khi chắc là hành quẩn tôi là hành quẩn, tôi hành quẩn có tôi, trong tôi có hành quẩn, thì chúng ta sẽ có ịp đi vào. Mà cái ngã chấp hay là cái thân kiến đó, nó được nhiều, nó thường khi không có thô tháo như chúng ta nghĩ. Thì là khi mà chúng ta nói về những thứ tâm bất thiện này, thì chúng tôi muốn nhắc một điều rằng chúng ta không nên giảng nghĩa rằng đó là cái gì sai quấy, đó là cái gì thô tháo, mà chúng ta nên hiểu rằng nhiều lúc nó không có đẹp, nó không có khéo, và nó có một cái gì đã ảnh hưởng đến cái một cái sự tồn tại ở trong cõi trần luân sanh tử. Và chúng ta sẽ bàn việc đó khi mà chúng ta đi sâu chi tiết vào giáo lý như khởi. Thì thưa quý vị, sư trưởng ở trong một quyển giảng giải về vi diệu pháp, việc giảng giải là chỉ sư trưởng có cái định nghĩa về chữ bất thiện. Và chúng tôi nghĩ rằng tương đối là gần nhất mà chúng ta có thể hiểu được chữ bất thiện trong thiện ngôn từ. Nếu thiện là những gì lành mạnh của tinh thần thì bất thiện là trạng thái suy nhược bệnh hoạn của tâm. Nếu thiện là cái gì tốt đẹp thì bất thiện là cái gì không tốt đẹp. Nếu thiện là cái gì khôn khéo thì bất thiện là cái gì vụng về. Nếu thiện là cái gì hiền thiện thì bất thiện là cái gì tội lỗi. Và nếu thiện là cái gì tạo hóa an lạc thì bất thiện nguyên nhân sinh đau khổ. Ở đây
chúng ta hiểu chữ thiện và bất thiện, bất thiện nó là mất, nó đối lập với thiện. Như bây giờ chúng ta yêu nước Việt Nam nên khi đất nước bị người Trung Quốc xâm lăng thì không phận. Nếu mà ai nó nói rằng cái sự công phận đó là một trong bất thiện thì người khác họ sẽ nghe họ nổi giận đấy. Tôi yêu nước mà tại sao là tâm bất thiện? Nhưng mà thưa quý vị, yêu nước, thương dân tộc, thương chúng sinh không nhất thiết phải bằng trong phẫn nộ. Có cái thương chúng sinh mà không có phẫn nộ, giữa cái phẫn nộ và không phẫn nộ đó nó có cái trạng thái chúng ta gọi là khéo hay là không khéo. Cái khéo và không khéo đó thì người ta gọi là nó xác định được giữa cái ý nghĩa thiện và bất thiện. Hay ví dụ như là cha mẹ thương con, thương mà với trong từ tâm bi nhẹ nhàng mát mẻ thì nó là một chuyện khác. Nhưng mà nếu thương con mà trong cái thương đó mà có cái bực tức giận dữ thì cái trạng thái bực tức giận dữ đó nó làm cho mình khổ, nó đối lập với cái khéo của thiện. Thì như vậy cái mất thiện ở tại đây đó là mình thương như thế nào mà khiến cho mình khổ, và trong cái khổ đó có chắc là mình có thể thương con thực sự, không thể mang lợi cho con thực sự. Thì thưa quý vị, cái đó là hàm nghĩa của chữ bất thiện. Chúng tôi nói nó khó nhận diện ở tại đây là tại vì chúng ta chỉ nói một người yêu nước là tốt, một người thương con là tốt, một người sống có biết lo lắng cho chùa chiền là tốt. Nhưng mà ở trong cái thương đó, trong sự lo lắng đó thì nó có hai cách, một cách khéo và cách không khéo. Khéo và không khéo này nó tạo nên cái ý nghĩa của thiện và bất thiện. Ở đây về điểm này chúng ta cần để ý được thiện. Và bây giờ ở trong ý nghĩa của chữ bất thiện đó, chúng tôi muốn nói đến bốn phạm trù. Và trong bốn phạm trù này thì chúng ta nghe là bây giờ không cần thiết nhiều lắm, nhưng mà chúng ta nghe qua để thấy rằng tại sao chữ bất thiện nó không đơn giản như chúng ta định nghĩa là sự ác quấy, mà nó là cái gì rất là tinh tế. Quý vị hãy chờ chúng tôi một chút nhé. Khi mà chúng ta nói đến tâm bất thiện đó, thì chúng ta có thể nghĩ là cái thứ tâm đối lập với bất thiện, đối lập với tâm thiện, đơn giản như vậy. Nhưng một khi mà chúng ta đi vào những lĩnh vực khác xa hơn cả, thì chúng ta thấy rằng những thứ tâm bất thiện là những thứ tâm cái gì chỉ bất thiện tại đây thôi, nó mang những ý nghĩa lớn hơn. Ví dụ như thuộc tánh bất thiện ở trong phương diện nào đó, nó có nhiều cái nghĩa mà chúng ta cần lưu tâm hơn là hơn những gì mà chúng ta chưa học ở tâm bất thiện mà thôi. Đây là cái đặc biệt của thằng Pháp. Ở trong tâm bất thiện thì có tâm tham, tâm sân, tâm si. Nhưng mà trong thuộc tánh bất thiện
thì chúng ta có tới 14 thuộc tính bậc thiện. Dạ. Như là thuộc tính si thì si vô tàn vô quý vô vật, tham thì có tham ngã mạng tà kiến, sân thì có sân tật lẫn hối, không trồng tùy biên hoài nghi. Thưa quý vị, có những trường hợp tại sao trong tâm si thì chúng ta nêu có tâm si là si hoài nghi, nhưng mà ở trong nhóm thuộc tánh si phần thì chỉ có si vô tạm vô quý không đẹp thôi. Và tại sao ở trong tâm tham thì có thuộc tánh tham và tánh si, trong sân cũng thuộc tánh sân thuộc tánh si, nhưng mà trong tâm si thì lại không có thuộc tánh tham và sân. Thì như vậy trong cái nhìn của tánh pháp khi đề cập đến thuộc tánh thì trước dưới thì nó lại có một điểm rất là tế nhị, và chính do tế nhị này chúng ta cần học về các thuộc tánh. Lấy một ví dụ là một cái người mới học làm bánh thì họ chỉ biết là bột dùng để nấu cái này nấu cái kia, nhưng mà ở trong cái nhìn của những nhà về sức khỏe thì cái tinh bột nó lại có một cái vai trò rất là khác biệt. Thì cũng là bột, nhưng mà chúng ta nói về tinh bột là nó có một cái vai trò khác biệt. Thì ở đây bài học về bất thiện nó không đơn thuần là một bài học về người này xấu người kia tốt, mình làm cái này xấu làm cái kia tốt, mà còn phải nói đến, dạ, phải nói trước những cái thuộc tính bất thiện. Và những thuộc tính bất thiện mặc dù nó chỉ có ở trong bất thiện thôi, nhưng mà nó lại có cái chi phối rất lớn. Cái đặc biệt ở trong thắng pháp, ở trong kinh Tạng có nói đến, nhưng mà ở trong thắng pháp thì nêu rất là rõ về cái vai trò của các cái nhân hệ tụ hay là căn và mua. Ví dụ chúng ta nói rằng căn tham, căn sân, căn si, căn vô tham, căn vô sân, căn vô si, rất là thú vị. Vì sao vậy? Vì cái vấn đề nó có mặt chìm và mặt nổi. Như cái cây thì có hoa lá cành, nhưng mà nó lại có cái gốc rễ. Ở tại Mỹ này, chúng vị có một vị giáo sư, ông dạy về sử học, và ông là một người được gọi là có một cái cuộc, có một cái khả năng tuyên đoán chính xác nhất về bầu cử tổng thống Mỹ cả năm 1980 thì bây giờ. Đại khái đó là ông dựa trên một số những nguyên tắc, tổng cộng có tất cả là 13 cái nguyên tắc. Và ở trên nguyên tắc này, ứng viên nào mà có nhiều điểm hơn khách thì ứng viên đó chắc chắn sẽ tranh cử, sẽ thắng cử. Còn chưa bị sai được đó. Thì mới nghe điều này chúng ta nghe rất là lạ, bởi vì khi mà người ta đi bỏ phiếu thì có khi ta bỏ phiếu cho người mà người đẹp, người không đẹp, người không cảm tình thì không cảm tình, và những thứ thì không được nghe ông đề cập đến, không được nghe ông đề cập đến. Thì khi chưa có không đề cập đến đó, mà ông lại đề cập đến những nguyên nhân rất là sâu xa, dạ, nguyên nhân rất là sâu xa. Ví dụ như là liên hệ đến một cái đảng cầm quyền, liên hệ đến tình trạng kinh tế chẳng hạn. Thì chúng ta nhìn thoạt nhìn ở bên ngoài cái gọn á, thì chúng ta thấy rằng cái vị ứng viên nó đi tranh cử chỗ này chỗ kia người ta thích, nhưng mà khi người dân họ bỏ phiếu
trong cái bỏ phiếu chung đó thì nó dựa lên trên một số cái điều kiện, ở trong đó có một cái yếu tố, những yếu tố sâu xa như là về kinh tế. Nếu kinh tế tốt thì người ta không quan tâm đến những chuyện khác. Ở tại Mỹ, chúng tôi nó ở Âu Châu, Âu Châu thì nó khác đi, ở tại Mỹ thì như vậy là cái chỉ số về kinh tế nó lại ảnh hưởng quan trọng. Và đôi khi đối với phần đông nó là mặt chìm, người ta không hiểu hết về kinh tế. Nhưng mà người ta thấy một điều như vậy là trong thời kỳ thì tổng thống nào hỏi lên và bị ăn nên làm ra, trong việc thì tổng thống nào lên mà mình cảm thấy mình có nhiều tiền hơn, có khả năng tiêu xài hơn, thì cho dù vị tổng thống đó khác đảng phái, cho vị tổng thống mình thích hay không thích, thì người ta vẫn bỏ phiếu cho người tiếp tục. Tại vì sao vậy? Tại vì người đó là tốt mặt kinh tế. Thì như vậy đó, là cái nguyên nhân, nó có những nguyên nhân mà chúng ta gọi là mặt đổi, có những nguyên năng mặt chìm ẩn sâu, và đại phần gọi là mưu lá. Và một cái thú vị là cái mưu lá này nó là quyết định cái gì gọi là bất thiện và cái gì gọi là tịnh hảo. Thí dụ như tất cả trong bất thiện đều đi với ba cái căn rễ là của căn tham, căn sân, căn si. Và tất cả những tâm tịnh hảo sẽ đều đi với ba căn hoặc là vô tham, vô sân, và có những tâm thì có đi với vô si. Nhưng mà đại đệ thì dưới thì cái căn rễ nó là cái quyết định, quyết định mà quyết định chúng ta không thấy được. Có lần chúng tôi nói chuyện với một đại hữu ở chùa, và đại hữu rất giỏi về trồng cây. Thì thưa quý vị, đại hữu đã có một miếng đất ở Hòa Lộc ở Việt Nam mà trồng xoài cát Hòa Lộc được rất nhiều tiền. Mà đại hữu nhận là đó là cát, một trong những thứ xoài rất là ngon. Thì chúng tôi hỏi được những nơi khác họ có đến họ lấy hạt giống để họ trồng được, mà họ muốn mua sợi cát rồi họ trồng được thì đều người ta sẽ có, là đúng như vậy. Nhưng mà cũng sợi cát Hòa Lộc vẫn trái chính để đi trồng, nó cũng một thành cây vậy, nhưng mà nó lại không có, nó lại không có ngọt, không có thơm như sợi cát Hòa Lộc. Bởi vì cái cục đất, đại hữu gọi là cục đất, cái cục đất đó nó gặp giống nó hợp chưa, nó hợp, đại hữu hay nói nó hợp rồi chưa, nghĩa là nói như tiếng Anh đó là trái cam, nó hay trồng ở xứ tề, nó ngọt, đem khí sở đến chỗ sợi cát Hòa Lộc, mà có thể trồng ở Hòa Lộc thì nó ngon, mà trồng ở đất khác thì nó mới ngon như vậy. Thì như vậy chúng ta không nói đến lá, chúng ta không nói đến hoa, chúng ta không nói đến trái, mà chúng ta hãy nói đến cụ đất. Đất nó đi với cái gì? Đất nó đi với gốc rễ, và cái rễ ăn sâu vào. Thì như vậy khi mà chúng ta nhìn một cái xoài ngon hay dở đó, mình đối với nhìn cái rễ mình, những cái rễ nó có thể quyết định nhiều lắm. Cái cội rễ quyết định rất là nhiều. Thì như vậy cái căn bất thiện đó, nó lại mang cái yếu tố khác, nó mang một cái tính cách khác. Bây giờ cái câu chuyện về bất thiện nó chưa dừng lại tại đây, mà chúng ta phải nói đến cái ảnh hưởng của bất thiện. Thì về phương diện này nó lại càng, đôi khi nó càng càng tế nhị nữa. Chúng ta nói như vậy là ở trong những cái thuộc tánh bất thiện có hai cái thuộc tánh là si và tham, hay chúng ta nói bình thường là vô minh và ái. Thì cái vô minh và ái này, cái bản lực của nó là vì chúng ta khó tưởng được đó. Đức Phật ngài có dạy rằng chúng ta vốn đã luân hồi từ vô lượng kiếp. Đến nỗi mà
nước mắt của chúng ta đã từng khóc vì khổ đau đó, nhiều như là nước trong bút bể. Cái trận lúc sinh tử đó, thưa quý vị, nó đều do tác động của vô minh và ái. Và khi chúng ta nói điều này thì có nghĩa là tất cả những cái hành động, dù thiện hay bất thiện, mà là cái nhân sanh tử đó, tạo nghiệp quả đó, thì nó đều bị chi phối, bị tác động bởi vô minh vải. Không có vô minh vải tác động đó, thì những cái tâm thiện nó trở thành của tâm duy tắc, chứ là tâm không có quả, và chỉ có vị A La Hán mới là tâm duy tắc. Đó, vị A La Hán, chúng ta duy tắc tình hảo. Thì ở đây cảm tưởng bất thiện đó, nó phủ rộng lớn. Thì như vậy mà một người bình thường nói rằng mình đi chùa, mình nghe pháp, mình cúng dường, mình ngồi thiền đều có ảnh hưởng bởi vô minh loại dục sắc, thì thưa quý vị, chúng ta đã có ở cái ý nghĩa tương đối rất là đặc biệt. Chúng tôi lấy một ví dụ như vậy là đa số những gì mà mình nghĩ mình làm là tại vì mình biết. Đa số mình làm tại mình biết. Ví dụ như mình biết làm ăn, mình biết chọn bạn bè chơi, mình biết lựa thức ăn trong nhà hàng, món nào mình khoái khẩu, mình biết lựa chọn những người bạn đời như thế nào. Nhưng mà nếu có ai đó nói với chúng ta một cái điều là tất cả cái mà bạn biết đó, tất cả những quyết định của bạn có làm được, tất cả những quyết định và hành động của bạn đó, nó không dựa trên cái bạn biết đâu, mà nó dựa trên cái bạn không biết. Nghe đó kỳ quái ha, tại sao mình làm mình dựa cái không biết. Thí dụ mình làm việc có tạo ra tiền thì nghe nó hay là tại vì mình biết mới tạo ra tiền, nhưng mà kỳ thật nếu mình biết có một cách khác thật tốt để tạo ra tiền, thí dụ như là thưa quý vị, hôm nay là cái trị giá của Apple đã lên gần tới 2 triệu dịch, gần tới 2.000 tỷ, gần tới 2.000 tỷ. Nếu mà cách đây 1 năm 2 năm mà một người mà biết như vậy, họ chỉ dùng hết tất cả tiền là chỉ mua cổ phiếu thôi, bây giờ tài sản họ tăng, số tiền đầu tư tăng gấp đôi ở chỉ trong vòng 1 năm. Nhưng mà chúng ta đâu có biết. Nếu mình biết thì mình đã làm giàu rồi. Khi mà chúng ta quyết định gì trong đời sống đó, mình nghĩ rằng cái quyết định đó đều là tốt nhất hết. Nhưng kỳ thực trong giây phút đó mình không biết cái chuyện là tốt nhất. Tại mình nếu mình biết tốt nhất thì mình đã giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà mình không biết. Thì như vậy cái không biết đó, nó bao trùm lấy cuộc sống của chúng ta. Nó khiến cho chúng ta chỉ làm tới chừng đó thôi, chừng đó tức là ở cái mức đó. Tại sao chúng ta không ở cái mức độ cao hơn? Là tại vì chúng ta không biết. Đây là một ý nghĩa mà tương đối rất là khó hiểu. Vì ai trong đời này cũng nghĩ rằng mình khôn ngoan, mình đã có những quyết định sáng suốt nhất. Nhưng mà kỳ thật khi mà chúng ta nhìn lại tất cả những gì mà chúng ta làm, bởi vì chúng ta đã không biết cách có những cái tốt hơn. Mà bây giờ bảo cái gì tốt hơn mình không biết, nhưng mình chắc chắn có những cái tốt hơn. Tại vì rõ ràng là những gì mà chúng ta làm nó cũng hoàn hảo. Nếu mà những gì mà chúng ta làm mà nó tốt nhất thì mình đã không bị sanh già đau chết chi phối. Hay nói cái cụ thể hơn, gần gũi hơn là nếu chúng ta lựa chọn gì tốt nhất thì mình đã không có bị phiền não, bị khổ đau. Mình có thể đổ trong nhà lý do, nhưng mà lý do căn bản vẫn là do chúng ta không biết. Cái không biết là vô minh. Không biết là vô minh.
nên cái ảnh hưởng của vô minh vải thật sự rất là lớn, ảnh hưởng lớn lắm. Và cái ảnh hưởng này không thể ý quan niệm theo cách chúng ta quan niệm bình thường, nghĩa là xấu và tốt theo thượng đức, theo đạo, theo luân lý, mà chúng ta phải vượt lên trên điều đó. Như vậy khi chúng ta nói đến tâm bất thiện, chúng ta nói đến phòng tránh bất thiện, chúng ta nói đến căn bất thiện, chúng ta nói đến ảnh hưởng bất thiện, thì quý vị thấy rằng tuy rằng nói bất thiện hết, nhưng mà nó mang nhiều ý nghĩa khác nhau, không giống nhau. Đó chỉ riêng cái bất thiện thôi. Do vậy chúng ta phải đặc biệt rất là cẩn trọng khi mà học thắng pháp, học về những cái định nghĩa của thiện, bất thiện, của hỷ, thọ, xả, của quả bất thiện và quả thiện, v.v. Rất cẩn trọng. Còn bây giờ cũng là một điểm khác mà chúng ta nên biết về tâm bất thiện. Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ chư pháp thì riêng phần tâm và nãy chư tổ siêu cũng nhắc đến một có giống thiện, có giống bất thiện, có giống quả, có giống vô thiện, không thiện, không bất thiện. Nhưng mà tâm bất thiện thì tạo ra những tâm quả, và những tâm quả này mới mình nhìn thì mình thấy nó không có lớn chuyện đâu. Là chúng tôi mới vừa thấy biểu đồ, chúng tôi xin lỗi quý vị nhé, cái biểu đồ này tôi biết sai, chúng tôi lúc mà chúng tôi làm sai được cái người quản lý, xin thầy đi sau khi giờ cái biểu đồ nó xuống phần thứ hai 12 trong cái chuyện nhập cái người quản lý chờ chúng tôi trong gì là cái biểu đồ mà chúng tôi vẽ tâm vô nhân mà chúng tôi chưa có dời xuống thứ. Tối hôm qua khi mà chúng tôi thật ra hôm nay có cái dỗ của thân mẫu chúng tôi tổ chức, và chúng tôi có một vài cái thay đổi chương trình, thật ra là hơi bận rộn để làm cái này nữa. Tôi biết có nhiều khi mình đang làm cái gì đó, và cứ bị chờ chúng tôi một chút xíu, chúng tôi sẽ thay đổi. Quý vị chờ chúng tôi gửi cho sự việc trên lịch sử của mình cho quý vị nhé. Quý vị chờ.
xin phải riêng quan kỹ, xin post lên cái biểu đồ giùm sư. Dạ. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ đó, thì chúng ta thì dễ dàng nhận thấy rằng tâm quả bất thiện chứ tự trí sẽ làm sao cho vẽ lên trên này được. Dạ, cảm ơn xin thưa quý vị. Thưa quý vị, quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Chúng tôi đang cố để xin dung để chỉ từ chúng tôi sẽ đó ở trong đó là bảy cái tâm quả bất thiện. Tâm quả bất thiện trong đó có nhãn thức quả bất thiện, ý thức quả bất thiện, tiến thức quả bất thiện, thiện thức quả bất thiện, thân thức quả bất thiện, tiếp thu và quan sát quả bất thiện. Trong khi đó đó, quý vị biết là cái tâm mà chúng ta gọi là tâm quả thiện đó, thì có nhiều lắm thứ, tâm quả thiện có rất nhiều. Ví dụ ở đây là tâm quả thiện đây. Đây là tâm quả thiện đề. Đây tâm quả thiện đề. Nhiều đến như vậy. Nhưng mà tại sao tâm quả của bất thiện tích mà chúng ta lại khổ nhiều? Thì câu trả lời rất là đơn giản. Là ví dụ chúng ta sống được cuộc đời này để chúng ta có được hạnh phúc thì nó đòi hỏi nhiều điều kiện, mà phần đông người không có được những điều kiện đó, và do vậy phần đông nhân loại sống khổ. Dạ, phần đông nhân loại sống khổ. Thì cái quả báo của tâm bất thiện đó do cái cách tự nhiên nó khiến chúng ta thiếu phước, nó khiến chúng ta nghèo nàn, và trong cái nghèo nàn thiếu phước đó, thưa quý vị, mặc dù nó khi mình nói nghèo nàn thì nó ít lắm, giống như mình nói rằng giữa người giàu với người nghèo thì người nghèo không có gì để nói, tại họ không có cái này, không có cái kia, không có bảo hiểm, không có cái chỗ ở tốt hay đẹp, không có điều kiện đi học tốt, không có trường, không ở cái khu vực tốt. Nhưng mà những cái không có đó nó lại là cái khổ lớn á. Và cái không có đó, tuy rằng mình nói ít, nó không có nói đủ thứ. Người giàu thì nếu mình gọi là cái có, không nói trăm muôn đàn thứ. Còn cái không có người nghèo thì mình thấy nó đại loại ít hơn. Nhưng mà kỳ thật là đa số nhân loại thì lại sống ở trong cái cảnh nghèo. Và người ta tính cái thống kê đó là ví dụ như ở tại nước Mỹ thì thưa quý vị và nhiều quốc gia phát triển khác thì 2/3 tảng giàu có quốc gia tập trung vào một thiểu số người. Vì vậy đối với chúng ta khi mà mình đọc vào trong
thắng pháp đó, thì các tâm quả của trong bất thiện thì ít. Đấy, vậy mà qua cuộc sống hàng ngày thì thấy rằng cái khổ nó là trùng trùng. Dạ, khổ trùng trùng, khổ lắm. Tại vì sao? Thì chúng sanh ở đời khổ là tại họ thiếu phước, thiếu cái điều kiện để an lạc. Và tâm bất thiện nó tạo cho chúng ta thiếu điều kiện để an lạc được. Mình phải hiểu điều này là mình mới hiểu được tại sao có những thứ trong mà mình không nên có. Buổi sáng hôm nay, nếu mà chúng tôi dành thời giờ để sinh hoạt với Phật tử, chúng ta bàn thảo về thắng pháp về Amitabha Thông, hay chúng ta bỏ thời giờ đọc sách, thì cái mà còn lại đó thì có rất nhiều. Nhưng mà nếu buổi sáng hôm nay đó, và chúng tôi dành cả nguyên buổi sáng để dạy một người nào đó, thì sao cái cơn giận nó còn là cái gì? Sao cơn giận đó nó không có gì hết? Thì chuyện rất đơn giản vậy. Tại vì sao vậy? Tại vì cái giận đó nó không có sản sinh ra được phước, nó không sản sinh ra được cái lợi lộc, nó không sản sinh được ý nghĩa. Là như vậy chúng tôi phí đi cả buổi sáng, và phí đi cả buổi sáng chứ. Ở đây ý chúng tôi muốn nói rằng cái thiếu phước, thiếu duyên, thiếu điều kiện an lạc tuy nó có ít nhưng mà rất là phổ cập. Nó phổ cập đến nỗi mà Đức Phật làm một sự so sánh ấy, là ở trong đời này chúng sanh mà sanh vào cõi khổ nó nhiều như lông con bò, mà số chúng sanh sanh vào cõi an lạc nó ít như cái sừng bò. À, chúng ta hiểu rằng cái lông con bò với sừng bò cái tỷ lệ đó nó chênh lệch rất lớn lớn đó. Sừng bò chỉ có hai cái, còn lông bò thì chúng ta không biết bao nhiêu, không ai đếm được, nhưng mà không có nhiều lắm so với cái sừng bò. Thì như vậy qua cái biểu đồ này, và biểu đồ như hồi nãy chúng ta đề cập đó là biểu đồ như hồi nãy chúng ta đề cập đó là cái gì, cái tâm quả bất thiện đó, nó chỉ có 7 thôi, nhưng mà nó lại trở nên rất là phổ cập. Nó có ở trong nhiều lĩnh vực ở trong cuộc đời này. Thí dụ như người ta nói ngày hôm nay trên thế giới này có hơn 7 tỷ người, ở trong đó có gần 2 tỷ người buổi sáng thức dậy không biết là hôm nay làm sao để có ăn, mà mình có cái gì để ăn, ăn cái gì cũng được, con vẫn được, có no bụng. Quý vị thấy 2 tỷ người lớn không? Lớn chứ, rất lớn. Dĩ nhiên là những vị mà sống ở tại những quốc gia như là ở Mỹ, ở Việt Nam, mà mình nghe đó, bữa ăn bây giờ thì thật ra ăn sơn hào hải vị thì có thể bữa có bữa không, chứ ăn thì ăn là no thì cũng không gì phải lo nữa. Chúng tôi nơi nhớ là ngày xưa chúng tôi vào chùa đó, còn có thể nói rằng Huệ Minh Thúc là một vị đại thí chủ phải lo gạo thằng tháng thì chưa tăng, thì sư vất vả, rất là vất vả, chỉ lo lại có ăn thôi là đã mừng rồi, chứ đừng nói chuyện vẫn chỉ ăn ngon dở không để ý. Thôi bây giờ thì thực phẩm có dư thừa, người ta sợ béo phì, nhưng mà điều đó không có nghĩa là cả thế giới này đều giống như vậy đâu. Hiện nay trên thế giới vẫn có gần 2 tỷ người buổi sáng thức dậy vẫn băn khoăn lo lắng là làm sao tìm có gì để mà ăn, tại không có thực phẩm dự trữ mà cũng có tiền. Chúng ta nhìn một loạt qua các cái những cái thành phần nghèo ở tại các quốc gia đang phát triển hay tại Phi Châu, thì chúng ta hiểu được là con số không phải là con số khó hiểu.
Thì như vậy, ý chúng tôi nói tại đây rằng, mặc dù chúng ta rằng tâm bất thiện là thứ tâm cho quả bất thiện, và quả bất thiện thì không có nhiều ở trên đồ biểu, nhưng mà nó là đặc biệt, rất là phổ cập, rộng rãi ở dưới chúng sanh. Vì vậy, Đức Phật thì có dùng chữ bình vui ít, khổ nhiều. Hay Ngài nói rằng, cái chúng sanh mà sanh về cõi an lạc ít như sừng bò, mà chúng sanh sanh về cõi khổ nhiều như lông con bò. Thì ở đây, nó cho chúng ta một cái ảnh hưởng rất là sâu xa khác của cái gọi là quả của tâm bất thiện. Thưa quý vị, sau khi mà chúng ta đề cập đến một cái khía cạnh liên quan đến đến chữ bất thiện, thì bây giờ chúng tôi muốn bước qua phần tiếp theo về ngữ và nghĩa. Chúng tôi xin lỗi quý vị sáng hôm nay. Dạ, cảm ơn để được truyền tin. Chúng ta có hai từ ngữ mà đôi khi người Phật tử, người ở ngoài thì cũng ít có xài. Phật tử thì xài nó giống như là đồng nghĩa với nhau, đó là tâm bất thiện và phiền não. Thì chúng ta nhân cái dịp mà chúng ta đang nói bất thiện để chúng ta nói rõ thêm về điểm này. Phiền não là chúng ta nói đến những cái chất liệu nó nung đốc, nó làm đau khổ. Và trong Tăng Pháp nó rất rõ là những cái phiền não nó thuộc về thuộc tánh bất thiện, và thuộc tánh thiện thuộc về hành quẩn. Trong khi đó thọ tưởng và thức thì nó không có mang cái tính bất thiện như vậy. Tức là ở trong tâm bất thiện thì chính những thuộc tánh bất thiện nó nhiều màu cho những cái khác như là thọ tưởng và thức, thành tạo nên tâm bất thiện. Chúng ta sẽ nói sau. Và khi chúng ta nói chữ phiền não, chúng ta nói cái khái niệm là nung nóng, thiêu đốt, làm cho chúng ta không có được an định, không được an lạc. Nhưng mà khi chúng ta nói chữ bất thiện, chúng ta có một cái nhìn rộng hơn, là cái đó không khéo, không tốt. Chúng ta không nói là nghiệp phiền não, mà chúng ta nói là nghiệp bất thiện, sở hành bất thiện, quả bất thiện, chúng ta cũng nói là quả phiền não. Thật ra mặc dù ở trong một phương diện nào đó, hãy tâm bất thiện là luôn luôn có phiền não, và hãy cái tâm nào có phiền não là tâm bất thiện, nhưng mà hai cái nó không phải mình xài với nhau một cách đồng nghĩa hoàn toàn. Dạ, nó có cái cách khác tí gì ở trong cách xài mà chúng tôi nghĩ rằng đa số quý Phật tử đều có thể nhận rõ ra cái chữ khác biệt giữa bất thiện và phiền não. Nhưng mà rồi khi chúng ta đề cập đến tâm bất thiện đó, chúng ta phải đề cập đến chữ kilesa. Ở trong tiếng Anh đó, các dịch giả thường dùng cái chữ defilement. Defilement chỉ cho cái gì làm bẩn nhơ, cái gì làm xấu đi, tâm gọi là defilement. Dạ. Ví dụ như là một cái bưu kiện người ta gửi đến chúng ta, và trong cái người đưa bưu kiện đó là người có nhiễm Covid, thì do nhiễm Covid nó lây qua cái bưu kiện, và chúng ta bưng bưu kiện mà không có rửa tay, không bằng găng tay đem vào trong phòng, thì cái bưu kiện nó có defilement. Dạ. Thì cũng tương tự như vậy, cái chất liệu mà của phiền não đó, nó có mặt ở tại đâu thì nó làm cho cái tâm mà được là bất thiện. Mình nói cái tâm là biết cảnh là cái gì tốt, thì tâm là biết cảnh, thức quẩn luôn luôn không tốt, thọ quẩn, trưởng quẩn, nó thuộc về cái dạng mà chúng ta gọi là tự tha, nó theo thiện thì thiện, theo bất thiện thì thiện. Nhưng mà riêng về những cái thuộc tính bất thiện đó, thì thưa quý vị, nó có một cái chi phối rất là đặc biệt mà cái thuộc tính chúng ta gọi là
trong cái tâm chúng gọi là phiền não. Thế nên chữ phiền não đó, thì nói đến trạng thái, như chúng ta nói chữ tâm trạng nhiều hơn. Còn chữ bất thiện chúng ta dùng đại quan tổng quát hơn, như nói sở hành bất thiện, nghiệp bất thiện, quả bất thiện. Mình khi mình học Phật pháp, ở trong Phật học mình học lâu rồi mình sẽ thấy hai cái chữ này có chỗ thì có thể xài chung được, dạ, mà có chỗ phải xài riêng và có thể xài lẫn lộn với nhau được. Và do vậy về phương diện ngữ và nghĩa thì có một chút phân biệt để tạo cho sự chất chính xác. Bây giờ chúng ta bước qua phần tiếp theo là về những điều, một điểm mà chúng ta cần cẩn thận khi mà chúng ta nói về các tâm bất thiện. Nói đến tâm bất thiện này, thì phần đông chúng ta nghĩ là cái tâm xấu mà người tu vừa thấy bỏ. Nếu mình hiểu cách tuyệt đối như vậy có đôi khi là sai nha. Dạ, yeah. Như vậy là sai. Mặc dù chỉ bất thiện mới nghe thì nó rất là phản cảm, là nó đối lập với thiện. Nhưng mà chẳng toàn vị nào mà nghe từ tọa từ siêu trình từ tọa có cao hướng một chút, nói về bất thiện vô, nói về duyên hệ đó, thì chúng ta thấy rằng cái sự tác động không phải chỉ có thiện tác thiện được, mà có những cái bất thiện đó nó tác động thiện nữa, tác động bằng nhân duyên và tác động bằng cảnh duyên, tác động bằng chứng duyên vân vân, thì chúng ta không đề cập tại đây. Thì như vậy khi mà nói đến cái trạng thái từng tâm nó là một lẽ, nhưng cái tính cách chung về cái gọi là thiện bất thiện đó, đó là một phẩm tu khác. Để ở đây phải cẩn thận, tại sao hồi nãy chúng đề cập đến. Lấy ví dụ như là thọ ưu. Thọ ưu là cái gì khó chịu. Và cái tâm nào có thọ ưu thì là tập sân. Tập sân là tập bất thiện. Nhưng mà trong đế sinh sở vấn, kinh đế sinh sở vấn thì có nói rằng có những thọ ưu nên thường có, có những thọ ưu không nên thường có. Cái bản dịch của Thượng Minh Châu là có thọ ưu nên thân và những thọ ưu không nên thân cận. Thì chúng tôi không dùng chữ thân cận là bởi vì người với người thì chúng ta dùng chữ thân cận nó dễ nghe hơn. Ví dụ chúng tôi lấy ví dụ là tức là Đức Phật của Đức Đại Bồ Tát, Đức Phật của chúng ta, khi mà ngài đi dạo bốn cửa thành, ngài thấy bốn cái cảnh già bệnh chết và một người xuất gia. Khi ngài thấy những cảnh đó rất thú vị, như này, khi ngài thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cái ý tưởng đầu tiên lên, tiên khởi lên trong ngài là ngài ta bị già đau, sanh già đau chết chi phối. Tại sao ta lại đi cầm cầu cái sinh già đau chết chi phối? Mà thực sự ngài không vui vì điểm đó. Ngài không vui. Khi ngài không vui đó thì cái đó là cái thọ ưu. Và nếu mà chúng ta nói thường ngôn ngữ thường tình đó, ngài nói thường thắng pháp đó, là cái thọ ưu rất là tâm sân. Quý vị nghe phản cảm hay không? Nói đến Bồ Tát thấy cảnh già đau chết đó, ngài phát tâm xuất gia nghe nó vĩ đại, nhưng ngài khởi tâm sân nghe nó lạ quá. Nhưng cái cảm giác thọ ưu đó là một thứ tâm sân. Nhưng mà thọ ưu nên có, nên thân cận. Nhưng ở điểm này quý vị rất là phải cẩn thận. Hay là thanh niên giác sát ở đầu hôm thưởng thức một cái chương trình ca vũ nhạc kịch rất là hay, với những vũ công được thuê mướn về rất là xinh đẹp, mặc những cái trang phục rất là kiều diễm. Rồi tới khuya khi cuộc tiệc tàn rồi đó, giả xá đi
ở trong phòng ngủ đi ra trước sân á, đi ngang cái phòng thấy những vũ công á. Tại vì ngày xưa học không có nhiều phương tiện nên họ nằm, họ ngủ ở trong các cái phòng các nhà đó. Và tương đối họ ngủ trong cái thế không có đẹp. Dạ, con người mình ngủ nhiều khi không, trong thế không có đẹp. Thì giá xá nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm thấy rất là nhồm gớm, rất là chán nản. Đến nỗi mà giá xá rời nhà ra đi than rằng thế gian này thiệt là bẩn chật quá. Chỉ chứ vì cái tâm trạng mà nhàm chán bẩn chật đó đó, nó là một thứ thọ ưu. Nói cách khác là nó theo thắng pháp, nó là một thứ tâm sân. Nhưng mà tâm sân đó đó là một thứ tâm sân nên có. Mặc dù đó cũng là thứ tâm bất thiện. Quý vị hãy cẩn thận giúp tôi nói điều này. Mà còn hơn thế nữa là khi mà ở trong kinh ghi lại tiền thân có một kiếp giác xá đó, là một thanh niên rất là nhiều tâm thiện chí đi làm cái công việc là hiệp nghĩa. Thì thanh niên này họ làm một việc là đi hỏa táng, thu dọn những cái xác chết vô chủ. Đời xưa thì thứ này người ta sống với nhiều người, họ sống lang thang bên ngoài. Mà khi họ chết rồi thì không có, gọi là những người, những cái xác chết vô thừa nhận, không có thân nhân. Thì những người này đem những cái xác đó về làm cái lễ hỏa táng tử tế, để cho thấy con người đó, nó còn một chút gì được tôn trọng, dù là đã là một xác chết rồi. Thì việc đó hoàn toàn là việc tốt. Có một lần nhóm thanh niên này nhặt một cái xác chết của một thai phụ, tức là một phụ nữ đang mang thai mà bị lý do gì đó chết, đem về chỗ hỏa táng thì đưa lên chặt quả đốt. Thì vị nào mà sang bên Ấn Độ quý vị mới hiểu được cái cảnh tượng này. Là ở bên Mỹ khi người ta hỏa táng thì cái quan tài hay cái hộp giấy đựng cái di thể của người chết đẩy vào trong cái lò, đóng cửa lại, chúng ta không thấy gì hết. Chúng ta chỉ thấy có cái hộp giấy hay là cái quan tài đẩy vào trong lò là hỏa táng thôi. Ở xứ Thái Lan á, thì thứ việc xây lò hỏa táng cũng tương đối cũng hơi kín, tức là họ xây tường hai bên nhưng mà cũng kín đó. Ở Ấn Độ thứ việc gì họ chất củi, một lớp củi gì cái đối dày thì khoảng hai thứ, rồi họ để cái xác ở trên cái đống củi đó, rồi họ châm lửa họ đốt. Thì cách đốt này đó phải nói rằng nó cháy không hết, dạ, nó không có đủ củi. Như Ấn Độ chuyện bình thường, quý vị đã sang bên Ấn Độ như ở sông Hằng đó, có khi người ta đốt dập rồi đẩy sông Hằng thôi. Tại vì khi mà mình sang Ấn Độ cái trường hợp rất bình thường mà hỏa táng thấy được cái xác chết, thấy xác chết nằm ở trên cái giàn hỏa. Thì những thanh niên này trong lúc đốt như vậy thì có một cảnh tượng xảy ra, đó là cái thai nhi, tức là đứa bé trong thai bào, khi mà mẹ, cái xác của mẹ bị đốt cháy thì nó bung ra bên ngoài. Thai nhi một cảnh tượng rất là giống như cảnh tượng giống như thì lúc đó giá xá nhìn cái cảnh tượng mà một thai nhi sinh vào trong lòng mẹ đã khổ rồi mẹ chết theo, rồi khi mà đốt cái thân xác bung ra ngoài thì nhìn đó cảnh tượng nó tạo một cái ấn tượng ghi sâu đậm ở trong lòng giá xá về cái khổ ải của kiếp nhân sinh, về cái khổ ải của trầm luân sanh tử. Và do vậy thanh niên đó đời sau sanh ra làm giác xá mà hồi nãy chúng tôi vừa nói với quý vị đó. Thì quý vị chỉ nhìn thấy những vũ công điều rất là kiều diễm, rất là quyến rũ, với những điệu múa, với những giọng hát rất là cuốn hút. Nhưng mà sau cái buổi tiệc tàn rồi thì những người này lại nằm ngổn ngang
trong cái cảnh không đẹp mắt chút nào, thì bỗng nhiên sanh ra cái tâm rất là nhàm chán. Cái tâm nhàm chán, chán nản khó chịu đó, nó là một thứ thọ ưu. Nhưng mà nó lại là một thứ thọ ưu nên có. Giờ đây phải cẩn thận. Rất, khi mà mình nói rằng giữa cái khái niệm về thiện và bất thiện đó, nhiều khi nó có những cái chồng lấn. Nó có chồng lấn. Bởi vì chồng lấn này đó, chúng tôi lấy một ví dụ là một người làm thiện nhưng mà quá dính mắc vào cái làm thiện đó thì trở thành một vấn đề. Ví dụ như là một Phật tử có cái tâm rất là ưa thích quan hỷ với những từ Phật, đó là tâm thiện, nhưng mà vì quá ưa thích từ Phật nên tối ngày chỉ lo cái chuyện mà dọn dẹp thờ phụng, trà hương đăng hoa quả cúng dường, mà không chịu nghe pháp vì chuyện đất cũng không chịu tu tập, và đặc biệt là đi đến những nơi nào có đường Phật thì quan hỷ, mà có đường Phật nào không đẹp quá thì không quan hỷ. Thì lúc bây giờ cái chuyện mà ưa thích đường Phật nó lại trở thành vấn đề. Thật ra ở trong cái cuộc sống hàng ngày ta nói cái gì nó phải có cái chân, cái thiện, cái mỹ. Cái chân là một cái bản chất, nhưng mà cái thiện đó là nó có hữu ích hữu dụng. Không phải cái gì chân nó cũng là thiện đâu, và cũng không phải cái gì chân thiện nó là mỹ đâu. Có những cái nó không có phải là nó không đẹp, nhưng nó có giá trị của chân và thiện. Về điểm đó chúng ta phải rất là cẩn thận. Riêng về chữ bất thiện mà chúng ta đề cập ở trong trong cái bất thiện đề cập đến trong trong cái bài học, nó chỉ thuần cái túy cái tính cách là quy nguyên, chứ đừng nghĩ rằng tất cả những thứ tâm này đều là tất cả đều hoàn toàn là xấu tuyệt đối. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng có những thọ ưu nên thường có, những thọ ưu không nên có. Nhưng cái dịp này đó thì chúng tôi muốn nói đến một thứ khác nữa là khoa học ngày nay đó đa phần dựa trên một cái nền tảng gọi là khoa học tự nhiên. Ở trong khoa học tự nhiên đó, người ta không có người ta không có đặt đẳng để phê phán, mà họ chỉ nhìn vào cái thực chất thôi. Ví dụ như là bây giờ chúng ta mua xà bông để rửa tay thì người ta có dùng cái chữ germs và người ta dùng chữ bacteria. Và bacteria là cái xà bông điện chỉ giết một số bacteria. Thì chúng ta hiểu rằng bacteria là những thứ vi khuẩn, và bacteria thì nó khác với virus. Ở điểm là virus thì nó là một thứ trùng gửi. Và bacteria nó là những cái tế bào mà tự đó nó có thể tồn tại, mà nó không phải gá phải đưa virus. Ví dụ COVID-19 đó là một thứ virus, nhưng mà bacteria thì chúng vì những thứ vi khuẩn mà chúng ta gọi là bacteria đó, ở trên căn bản á thì chúng ta thường nghe nó là những cái gì mà chúng ta phải cẩn trọng, tại vì nếu chúng ta không khéo thì chúng ta cũng bị lây nhiễm và nó có hại cho sức khỏe. Chúng tôi lấy ví dụ như trái cây mà mình để lâu đó, ở ngoài mà không có bảo quản như để trong tủ lạnh hay là không có để kín thì nó sinh ra bacteria. Như bacteria chúng ta ăn không khéo nó đau bụng. Tuy nhiên ở trong tự nhiên thì có những thứ bacteria tốt nha. Có những cái loại mà bacteria đó, nó lại ăn, chúng ta dùng chữ ăn chè quá, tức là nó làm tiêu đi những cái ô nhiễm của môi trường. Quý vị nào mà có nghe về một cái đề án mà ông Bill Gates
ông trợ giúp tại ấn mục mà nó đang trợ rất là nó rất trợ ấn độ đó lập những cái nhà vệ sinh không dùng nợ hết nhưng mà ở trong nhà, họ một cái nguyên là một cái họ dùng tất cả những cái phân của con bị đi mà không cần dùng đến bớt nước không đến thể tích ta thường có mà tức là những cái phân con người thải ra đó bác cha nó ăn hết phần đó và nó không để lại một cái residues nó không để lại một cái tập gì hại rất là tốt và bây giờ thì người ta dùng cái đó để tạo ra càng nhiều cái toilet như vậy càng tốt để dùng. Tại vì Ấn Độ ấy, ở trong những cái khu ổ chuột dân họ có thể để họ để làm nhầm chúng ta. Thì như vậy bacteria tốt. Ngay cả thưa quý vị, đã nói có một số những cái ô nhiễm về môi trường như là những cái loại tốn mà thải ra bên ngoài đó, thì có thể làm tiêu tan đi bằng cách cho vào đó một bacteria và nó sẽ ăn cái đó được. Thì như vậy là cái nhìn ở trong thiên nhiên ấy, chúng ta có được sinh tồn ở bacteria và nếu nó tác dụng nếu tác dụng đúng chỗ thì đúng. Thì ý chúng tôi muốn nói là chuyện này như vậy là ở một phương diện nào đó thì chúng ta phải nhìn rằng cái gì có lợi cuộc sống tu tập. Thí dụ Đức Phật dạy rằng này chứ tỳ kheo, quẩn thọ quẩn tử quẩn hành quẩn thức quẩn lòng ác là vô thường. Buông ạ, kinh văn được nghe vẫn như thế rồi liền sanh tâm nhàm chán đối cải thiện chính mình làm tốt bản thân của mình. Cái ngã tăng thượng đó thế giới nó khóc nó nằm ở trong trí của đối đạo chỉ nó mà gọi là ngã chính được. Quý vị nghe không được hả? Xin lỗi quý vị ở
ở bên Âu Thóc thì có vị đó không không nghe được. Quý vị bên Âu Thóc nghe không? Dạ. Dạ thưa, đã khắc phục âm thanh rồi. Dạ vâng. Dạ. Thưa quý vị, điều mà chúng tôi muốn nói ở tại ở đây đó là khi mà chúng ta học sâu vào trong thắng pháp thì chúng ta phải tạm không dùng đến những cái ý niệm mà mình thường có thường học, và cái môn thắng pháp nó một cách nào đó nó là một thứ khoa học tự nhiên. Và khoa học tự nhiên tức là chúng ta học, chúng ta hiểu sự tương tác, hiểu nhân quả, hiểu trạng thái, mà chúng ta không có đơn thuần là lấy cái ý niệm về văn hóa hay về đạo đức bình thường để mà chúng ta lượng định. Và nhất là khi mà chúng ta học vào như hệ Bacchayo thì chúng ta thấy rằng quả thật là cái thiện và bất thiện đó nó không đơn thuần là có một cái làm ranh rõ rệt như chúng ta nghĩ. Có những cái bất thiện đó là trợ cho thiện, có những cái bất thiện trợ cho bất thiện, có những cái thiện trợ cho bất thiện, có những cái thiện trợ cho thiện. Đây là điểm rất là lợi lạc của thắng pháp. Và một khi mà chúng ta học những điều này rồi thì chúng ta học một cách rất là với cái tâm rất là rộng mở, mất đi thành kiến định kiến, ngồi vào học với cái tâm trạng tinh khôi, với tâm trạng mới toanh, không có một cái thành kiến nào mang vào đây, thì chúng ta sẽ học nhanh hơn. Thế bây giờ chúng ta chỉ muốn quý vị nhớ ba điểm là tâm bất thiện là những tâm đi với căn rễ bất thiện. Căn rễ bất thiện là căn tham, căn sân, căn si. Khi chúng ta nói đến bất thiện theo tâm bất thiện đó, thì đối lập hoàn toàn với thiện, và nó vừa liên hệ với nhau. Nhưng mà khi đến bất thiện và theo nghĩa căn tánh bất thiện thì vô minh và ái đó, nó cũng ảnh hưởng toàn bộ đến những cả tâm thiện và tâm bất thiện, tạo quả luân hồi. Và như chúng tôi đề cập đến nãy giờ thì cái khái niệm về bất thiện theo thường thức, bất thiện theo kinh tạng và bất thiện theo thắng pháp tạng thì có ít nhiều những sai biệt mà chúng ta cần tu tập. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta xin được kết thúc phần nói về chữ bất thiện hôm nay. Và trong ba bài học tới đó, thì chúng ta sẽ đi sâu vào ba thứ, gọi là bài học tới học về tâm tham, và bài học sau đó là tâm sân, và học sau tâm si. Mỗi một thứ trong bất thiện đó, nó sẽ giúp cho chúng ta một số những cái góc nhìn mới về thêm về chữ bất thiện này. Bây giờ thì chúng ta sẽ được kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở tại đây. Thì ý nghĩa tâm bất thiện của thắng pháp xin được quý vị chờ. Nếu thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa đang ở trước máy đó, và thượng tọa nghe được kính thỉnh thượng tọa khoan nghĩ nói cho vài lời để trong lúc soạn các câu thảo luận. Không biết thượng tọa Từ Siêu có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được, xin thượng tọa khoan nghĩ cho biết. Và thì đó, thì đó có trước máy. Dường như thường đó thì không có mặt ở trước máy. Đại đức. Dạ có. Dạ vâng. Rồi thì đó thì siêu. Xin đến thường đó có nghĩ nói cho vài lời. Để rồi đại đức tính mà nghĩ buông mít bên phòng dùng tính. Xin đại đức tập tính giúp chắc. Xin hỏi quý vị có nghe
được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Trong khi chờ đợi Thượng tọa Giác Trẳng soạn câu thảo luận, chúng tôi xin có một vài chia sẻ với quý vị thêm. Khi nãy chúng ta có nghe Thượng tọa Giác Đẳng nhắc đến cái pháp bất thiện với pháp thiện, nó có cái lằn ranh rõ ràng. Nhưng mà nói theo thắng pháp thì thiện với bất thiện hiệp thế, bất thiện với thiện hiệp thế thì nó vẫn có cái sự trợ duyên với nhau, ảnh hưởng với nhau. Ở đây chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị một điều để cho các Phật tử chúng ta nhớ. Pháp bất thiện nó trợ cho pháp thiện hiệp thế, nó không có trợ bằng nhân duyên, thì tôi phải chỉ vô không có trợ bằng cách câu sinh duyên, sa ha cha tap phải chỉ vô, tức là không độc sanh, không có trợ bằng cách tương ưng duyên, samyut tap phải chỉ vô, nhưng mà pháp bất thiện có thể trợ cho thiện bằng cách là duyên. Aramanapachayo trợ bằng cách là thường cận ý duyên. Bakatopadisayapachayo được. Như vô minh duyên cho hành, vô minh mà duyên cho phi phúc hành là pháp bất thiện đó, thì vô minh là bất thiện, là căn bất thiện, mà nó duyên cho phi phúc hành apunya phi sankhara thì nó trợ bằng cách nhân duyên, câu sinh duyên, hữu tương duyên, tương duyên được, trợ bằng cảnh duyên, thường cận ý duyên cũng được. Nhưng mà vô minh mà nó trợ cho pháp thiện phúc hành và bất đồng hành, tức là trợ cho vô minh mà trợ cho thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, nó trợ được chỉ bằng một là cảnh duyên, hai là thường cận duyên. Trợ bằng cảnh duyên là như thế nào? Thí dụ như một vị tu tập thiền quán minh sát, họ lấy cái tâm bất thiện làm cảnh để họ chánh niệm, tâm sanh khởi có tham biết rõ là tâm có tham, có sân biết rõ là tâm có sân, có si biết rõ là tâm có si, nó làm cảnh duyên được. Hay là thường cận y duyên, một người tu tập thiền quán, mỗi khi mà họ khởi lên cái tâm tham hay tâm sân hay tâm si, thì lúc đó vị ấy có cái thói quen là quán vô thường khổ và vô ngã đối với
pháp bất thiện, thì như vậy rõ ràng là pháp bất thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên, bằng thường cận ý duyên. Thí dụ như khi mà cái tâm bất thiện khởi lên, vị ấy khởi lên cái tâm thiện, có trí tuệ để mà quán thấy vô thường khổ vô ngã, đó là thường cận nhân duyên. Vô minh trợ cho thiện cũng bằng cách thường cận nhân duyên vậy. Tức là có người họ làm phước vì do vô minh, không có biết được tứ đế, khổ tập diệt đạo, cho nên họ làm phước mà họ còn mong cầu, họ tham cầu cái quả báo, quả dị thục, được tài sản chư thiên, tài sản nhân loại. Hoặc là họ vì muốn mua may bán đắt cho nên họ làm thiện, họ bố thí, vân vân. Thì chính do cái pháp bất thiện đó, trong đó có vô minh, có si, nó trợ cho cái hành động phúc hành, phi phúc hành, phúc hành bất đồng hành, bằng cách là họ tu thiền, họ đắc chứng thiền, vân vân, cũng vẫn được như thường. Ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu ở đây có thân nghiệp hữu, khổ nghiệp hữu, ý nghiệp hữu, thiện cũng có và bất thiện cũng có, thì nó cũng giống như trường hợp vô minh trợ cho phúc hành, phi phúc hành vậy đó. Đó là cái trường hợp mà chúng ta nói pháp bất thiện cũng vẫn có cái ảnh hưởng đối với pháp thiện. Chúng ta nghe như vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng là trong cái tâm thiện có căn tham, căn sân, căn si, không có. Căn tham, căn sân, căn si nó chỉ tương ưng với tâm bất thiện, tham sân si thôi. Tâm tham, tâm thân, sân, sân si. Không thể căn tham, sân si mà nó phối hợp với tâm thiện được. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Ở trong cuộc sống của chúng sanh phàm phu, nếu khi chưa chứng được đạo quả, thì lẫn lộn giữa pháp thiện, pháp bất thiện đó, thì vẫn có những trường hợp do không có khéo tác ý, cho nên một người họ làm thiện, họ vẫn có thể là vì tham mà làm thiện, hoặc là vì sân mà họ làm thiện. Cũng có sân mà làm thiện là như thế nào? Thí dụ như một người khi họ cảm thấy nhàm chán, lo âu, sợ hãi đối với cái cảnh luân hồi, hoặc là nhàm chán, lo âu, sợ hãi đối với cái cảnh nghèo khổ, cho nên làm cái động cơ để khiến cho họ đi làm phước, họ tu tập
để mong thoát khỏi cái sự khổ đó, thì như vậy rõ ràng là cái tâm thiện vẫn là cái nhân tố mà chúng ta gọi là năng duyên cho tâm thiện nó sanh khởi. Cho nên khi mà chúng ta học về thắng pháp á, chúng ta sẽ biết rõ cái sự liên hệ giữa thiện và giữa bất thiện. Để rồi khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải chọn một cái khuynh hướng có nhiều người họ sợ nếu mà mình nhàm chán, cái tâm mình nó bực bội khó chịu với cái cảnh luân hồi, sợ e, cái đó là cái tâm tâm bất thiện, tâm sân. Nhưng thưa quý vị, không sao cả. Chúng ta vẫn có thể sử dụng cái phiền não đó để làm cái động lực giúp cho chúng ta tu tập thiện pháp nhiều. Cho nên trong bài kinh Đức Thích Sở Vấn, Đức Phật Ngài có dạy ưu có hai loại, một loại nên hành trì và một loại không nên hành trì. Loại ưu nào mình là khiến cho thiện pháp suy giảm, bất thiện pháp tăng trưởng, thì loại ưu không nên. Không nên hành trì. Còn cái loại ưu nào mà khiến cho thiện pháp được tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, thì ưu đó nên có. Người ta nói rằng cái người tu là yếm thế. Quả thật vậy. Nếu mà chúng ta không có yếm thế, không có chán đời, thì chúng ta không có tu tập rốt ráo được, không có tinh tấn nỗ lực được. Chúng ta phải luôn luôn nhìn nhận cái thực tế, chứ chúng ta đừng nghe người khác mà họ có cái sự lập luận, lý luận làm cho chúng ta cảm thấy là không nên, để cho cái tâm âu lo buồn bực kiếp luân hồi. Chúng ta đừng suy nghĩ vậy, bởi vì nếu mà chúng ta tu mà chúng ta vẫn còn yêu đời đó, thì chúng ta tu cũng được. Đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài điểm. Bây giờ thì đã thấy có câu thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng nêu lên. Xin dường mic lại cho Thượng Tọa. Nam Mô Bụt Thầy nha. Sa thú kính được chư tập thủy siêu và chư tập thủy siêu từ đầu quan hệ phân tích cho câu này chút rồi thỉnh chư tập liên nghĩ. Đôi khi chúng ta nói chuyện thì nói rất là rạch ròi, và chúng ta nghe Đức Phật nói như một sự khẳng định. Ví dụ Ngài nói rằng tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo tác. Nếu cái tâm ô nhiễm nói năng hay hành động thì khổ não sẽ theo sau như xe theo chân của vật kéo. Thì rõ ràng rằng nếu với cái tâm bất thiện đó, nói năng hay hành động đó, thì nó sẽ tạo quả khổ. Nhưng mà ví dụ như một người mà do cái tâm bất thiện, chúng ta không biết gọi là tâm bất thiện do phiền não, ví dụ như họ buồn bực chuyện gia đình, hay là như giá xá là chán nản, sanh tâm chán nản đối với cuộc sống, rồi đi xuất gia, rồi gặp Đức Phật được xuất gia đó, thì chúng ta có thể nói rằng có đôi khi tâm bất thiện nhưng mà cái sự thể hiện thì là người bất thiện. Chúng ta nói như vậy được hay không? Thì xin Thượng Tọa Hoan Hỷ phân tích kỹ về điểm này, rồi sau đó thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Kính thỉnh Thượng Tọa. Anh Nam Mô Bụt Thầy. Quý vị có nghe rõ không?
Dạ, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất là hạnh phúc khi mà chúng tôi xài được cả hai mic, hai cái mic, cho nên xài cầm hai cái mic có khi. Lúc trước chúng tôi thấy Thượng Tọa Giác Đẳng cứ đổi mic, chứ tôi nghĩ không biết có khi nào mình xài được hay không. Bữa nay thì chúng tôi xài được, chúng tôi rất là vui. À, kính thưa quý vị, thực ra thì hai cái tâm thái nó khác nhau. Một người mà buồn chán cái sự, cái cảnh gia đình phiền toái, buồn chán ở trong danh lợi, rồi nhờ cái sự buồn chán đó thôi thúc cho họ đi xuất gia, nhờ sự buồn chán đó mà thôi thúc cho họ mới tu tập những cái hạnh lành. Mặc dù buồn chán đó, cái tâm trạng này ngay khi mà nó sinh khởi, chúng ta gọi là cái bất thiện. Mà hễ là tâm bất thiện thì nó là tâm ô nhiễm bởi căn tham sân si. Còn cái câu pháp cú mà Đức Phật ngài dạy đó, nếu với tâm ô nhiễm nói năng hay hành động, quả khổ sẽ theo sau như bốn bánh xe chân bậc kéo. Thì ở đây thưa quý vị, cái câu nói này chúng ta phải hiểu là nếu với tâm ô nhiễm nói hay hành động mà quả khổ theo sau, đó là trường hợp cũng là tâm ô nhiễm tham sân si. Nhưng mà nói hay hành động do tâm tham, tâm sân, tâm si mà nói lên những cái lời nói khiến cho hại mình, hại người, hại cả hai đó, thì cái này đau khổ sẽ theo sau. Hành động hại mình, hại người, hại hai như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vua, thì cái đó mới đưa đến cái quả khổ liền. Còn một người cái tâm của họ buồn chán thế sự, buồn chán đời sống của người tại gia cư sĩ, rồi họ đi xuất gia, thì như vậy cái câu này không có nghĩa là hành động với tâm tư ô nhiễm, không có nghĩa, không có nghĩa đó. Như chúng tôi đã nói, có hai trường hợp là thường cận y duyên và câu sinh duyên. Nếu nói theo tâm pháp á, thì ở đây cái tâm tham, tâm sân, tâm si sinh khởi mà nó tạo nên cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, tức là thân biểu tri ca với vi nhất tí và khẩu biểu tri quá chi vi nhất tí, thì trong trường hợp này mới đưa đến cái quả khổ theo sau. Bởi vì hai cái sắc mà thuộc về thân biểu tri, khẩu biểu tri đó, nó tạo nên cái thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác, thì cái trường hợp này nó mới tương ứng với cái câu nói mà Đức Phật đã nói rồi. Nếu với ý ô nhiễm nói năng hay hành động thì quả khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân và kéo. Còn cái đó là câu sinh duyên,
pháp bất thiện và khẩu hành. Pháp bất thiện trợ cho khẩu hành, trợ cho thân hành bằng cách là câu sinh duyên sa cha tá phá chay giá. Còn đối với trường hợp một người có cái tâm buồn chán, danh lợi, chán đời sống tại gia, chán vợ con, chán tài sản v.v. rồi họ đi xuất gia, thì cái tâm bất thiện đó nó trợ cho cái hành động thiện này bằng cách là thường cẩn y duyên. Thì như vậy không có được kể tính vào trong câu kinh Pháp Cú mà Đức Phật Ngài đã nói trong cái bài kệ thứ nhất, không có, không nên hiểu như vậy. Chúng ta không nên hiểu như vậy. Vậy thì chúng ta cứ yên tâm, chỉ bằng cái trí tuệ khéo tác ý, hễ khi mà tâm khởi lên cái sự suy nghĩ nhàm chán và muốn đi đến một cái tình trạng, đi đến một cái quyết định hành động gì đó, chúng ta phải bát chánh quý khana, tức là phải tu tập phản tỉnh bằng cái trí tuệ, xem con cái hành động của mình, cái thân hành sắp làm đó, tức là sắp đi xuất gia hay là vì buồn chán cho nên mình bỏ tiền bạc ra để mình đi bố thí gì hết, thì như vậy chúng ta phải quan sát, phải phản tỉnh cái thân hành, cái khổ hành đó là thiện hay là bất thiện, đưa đến quả báo khổ hay là lạc, được người trí tán thán hay người trí chỉ trích. Sau khi phản tỉnh suy xét rồi, chúng ta thấy cái hành động này là cái hành động thuộc về thiện, đưa đến cái quả báo lạc và được người trí tán thán, thì chúng ta nên hành, chúng ta nên cứ hành trì theo đó. Còn nếu sau khi mà phản tỉnh lại một cái hành động sắp làm và biết được cái hành động này là bất thiện, đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai, nó sẽ đưa đến quả báo khổ trong tương lai, và bị người trí khiển trách, thì như vậy mình phải dừng lại. Mình biết cái đó nó không có thể thực hiện được, nó đưa đến sự đau khổ. Thì mặc dù chúng ta nói bất thiện trợ cho thiện, nhưng mà ở đây không có nghĩa là tham sân si mà nó tương ưng với tâm thiện được. Nó trợ bằng cách là tương ưng, không thể được, không thể có cái trường hợp đó. Thì đây là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình Thi Tòa Thủ Siêu. Hôm nay đường truyền của Thi Tòa Thủ Siêu rất là tốt, và hy vọng rằng ở trong thời gian tới chúng ta sẽ thường có những ngày tốt như vậy. Bây giờ Thi Tòa Thủ Siêu đi nghỉ. Thi Tòa Thủ Quyền ấy, Thi Tòa có ở trước máy không? Nếu Thi Tòa Thủ Quyền đang ở trước máy, xin thỉnh Thi Tòa trả lời cho cô thơ số 2. Một lần nữa, dạ vâng. Thưa Đại sư Quyền, ở trong Trung Bộ Kinh, ở trong Trung Bộ có bài kinh Tiểu Biệt Phân Biệt. Khi trả lời cho thanh niên xuất phát, thanh niên xuất phát có hỏi nhiều câu, ví dụ như tại sao có sự khác biệt giữa chúng sanh trong đời này,
người sống lâu, kẻ chết yếu, người khỏe mạnh, kẻ bệnh hoạn, rồi người giàu có, kẻ nghèo, người sang kẻ hèn. Nhưng trong đó có cái câu rất là đặc biệt là có những người, tại sao có những người thông minh nhiều trí tuệ, có những người ít trí tuệ? Thì Đức Phật Ngài có dạy rằng những ai mà thường lui đến các bậc sa môn và lâu môn mà hỏi thế nào thiện, thế nào bất thiện đó, thì người sanh ra là thông minh. Thì đó có thể giải thích thêm tại sao không? Tại sao cái chuyện mà tham vấn hỏi về phân biệt thiện ác á, nó lại có một cái ý nghĩa lớn trong cái hành vi đạo tác tạo ra con người chúng ta như vậy? Kính thỉnh thưa đạo trưởng Quyền. Nam mô Bụt Thầy, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sang Thầy, Giới Thưa Đại Chúng Nghe Rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Tịnh Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính, Đức Tuệ Tri cùng Chư Tông Đức, Cơ Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Dạ, quả thật như vậy. Nếu như mà ở trên cái bài kinh mà Tiểu và Nghiệp và Đại Nghiệp phân biệt kinh đó, thì nói về cái nghiệp. Nhưng ở đó thì ngay thì chúng ta hiểu rồi, nhưng điều mà tại sao ở đây nói rằng là thì sao mà năng thân cận hay thường xuyên lui tới tham vấn đối với các bậc trí tuệ, đó là một trong những cái tạo cái quả phước trí tuệ nó lớn. Kính thưa quý vị, cái gì cũng phải do được thầy, được bạn hay là được các bậc trí tuệ khéo khuyến nhắc, khéo kích thích, khéo khai mở. Cái trí tuệ ở đây là nó mang tính tích cực. Cái trí tuệ ở đây tức là cái trí tuệ mà có cái lòng tham, lòng quý, biết ghê sợ, biết hổ thẹn tội lỗi, biết biết cái nặng cái nhẹ của thiện và ác nghiệp, biết cái chuyện chúng ta nên làm cái gì và không nên làm cái gì, thì chỉ có người trí tuệ, chỉ có các bậc thiện trí thức hay là các bậc chúng ta gọi là các bậc có cái giới hạnh hay là có một cái sự hiểu biết thì người ta mới chỉ cho chúng ta được. Nếu như chúng ta gần mà chúng ta thường nghe một câu tức là chỉ một đêm một ngày thôi mà chúng ta được tham vấn với cái người học hiểu á, thì hơn cả nhiều năm mà chúng ta đọc sách, cả 10 năm đọc sách, cả 10 năm học hành chưa chắc. Nếu chúng ta khéo được thọ giáo chỉ có một người thôi, chỉ một đêm thôi, thì ở đây muốn nói rằng chúng ta thường năng lui tới thì người ta mới khai mở cho ta, chỉ cho ta biết được đâu là đường chánh, đâu là đường tà. Thì chính vì cái chỗ mà hướng chánh cho ta đây là khả năng sanh trí tuệ, và chính nhờ gần các vị đó, đời sống người ta có đời sống có trí tuệ, cho nên việc làm, hành động, lời nói của những người đó nó mang tính trí tuệ, cho nên chúng ta bị ảnh hưởng. Cái sự suy nghĩ, cái sự suy tư, cái sự làm việc của người đó chúng ta sẽ được cộng hưởng, thì đây chính là cái sự phát sinh trí tuệ của mình. Thí dụ như bây giờ quý vị thường năng vào room để nghe các sư thuyết pháp, các sư giảng đạo, thì lập tức có một câu trắc nghiệm đưa lên, chúng ta sẽ trả lời. Tại sao quý vị trả lời được vậy? Bởi vì quý vị do nghe cái sư giảng, do suy tư, nhờ cái vốn kiến thức Phật pháp và cái lý Phật pháp, cho nên trí tuệ chúng ta phát sinh. Quý vị thấy rõ chúng tôi đang nói hiện thực luôn, chúng ta chọn được ra đáp án nó đúng chứ hoàn toàn. Nếu như mà chúng ta không biết thì chúng ta chọn đáp án nó rất là sai hay hoặc là không rõ ràng. Thì cái gì cũng vậy, do gần, do thân cận, cái nhân thân cận, mà thân cận ở các bậc sa môn và la môn, các bậc coi như là mẫn tuệ, các bậc thông hiếu, chắc chắn rằng chúng ta sẽ được tốt đẹp. Coi như là trà thì tánh cá là nhát không trầm, đây là giá trị tuyệt đối. Ở ngay làng chài là chúng ta phải chịu cái sự tanh hôi của mùi cá, và ở làng nhang thì phải thông được trầm. Chúng ta nghe cái mùi trầm hương khi người ta làm nhang thì nó sẽ tỏa ra
thì cũng phải gần được các bậc trí tuệ, chúng ta sẽ học hiểu được nhiều. Cho nên vì vậy là tại sao mà người đó có trí tuệ, thứ nhất nó cũng do một cái ảnh hưởng, tức là do người đó có sự suy tư, có sự cần mẫn, có sự thân cận, cái nhân thân cận rất là đặc biệt. Và khi chúng ta được gần các bậc trí tuệ thì chúng ta đánh xa được điều ác, chúng ta tiến tu nó nhiều, chúng ta thành tựu cái sự an lạc, cái sự giải thoát ở trong hiện kiếp này cũng như ở kiếp lai sinh. Mà chúng ta nói phùng quân nhất dạ thổi thắng dạ thập niên thư đó, cái 10 năm đọc sách nó bằng chỉ một đêm, một giờ, một ngày. Như chúng ta thấy, tại sao người ta tu tập rất là lâu không được, nhưng nhìn đi đến Phật, được Phật nhìn gỡ chỉ trong một câu kinh, một câu kệ là giác ngộ. Thì ở đây nói về cái một cái điều ngự, cái khả năng điều ngự của Ngài không nói, nhưng điều mà ở đó chúng ta cũng ví dụ vào, tức là một vị thầy cũng như một vị bác sĩ, đi đúng với bác sĩ, cho đúng thuốc, bác sĩ giỏi thì chắc chắn là bệnh sẽ hết. Thì như thế nào thì cũng vậy, chúng ta khai mở được mẫn tuệ, thông minh, giỏi giắn nhờ chúng ta gần được cái người hiểu biết, cái người trí tuệ, cái người hiểu biết. Cho nên đây là một điều hết sức là cần thiết. Khi chúng ta năng thân cận các bậc trí tuệ thì dầu cho người ta có nặng nhẹ, người ta có la rầy, người ta có thẳng thắn để khiển trách mình, để nhắc nhở mình, thì chúng ta thọ giáo, chúng ta thọ trì, thì đây là một con người hết sức là khôn ngoan và đầy tốt đẹp ở trong hiện kiếp này cũng như là kiếp lai sinh. Nếu chúng ta thực hiện được như vậy, chúng ta đạt được như vậy. Dạ, thì kính bạch thượng tọa, đây là cái câu trả lời của chính con. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Sao thuộc cái trường thượng tọa tuyệt quyền à, đối với Phật tử có một điều khi chúng ta học vào thắng pháp Abhidhamm rằng là chúng ta cần kiên nhẫn à, chúng tôi biết rằng với một số vị thì cái giáo trình này hơi chậm và dạ, hơi chậm à, hồi nhỏ chúng tôi học có nhiều khi đi vào cái tâm bất thiện thì học thẳng vào tâm tham, tâm sân, tâm si, học một bài và tâm bất thiện đôi khi định nghĩa qua loa thôi. Nhưng mà hôm nay, nhưng mà trong giáo trình này đó, thì chúng tôi đi tương đối hơi chậm, tâm bất thiện riêng, tâm tham riêng, tâm sân riêng, tâm si riêng. Chúng tôi cố gắng để đi chậm, bởi vì trong thắng pháp thưa quý vị có đôi khi có rất là nhiều cái chi tiết, mà những chi tiết này chúng ta đọc thoáng qua rồi nhiều khi nó làm cho chúng ta có cái hiểu sai. Do vậy trường hợp vừa rồi vậy, trước đây chúng tôi có nói về tâm dục giới, cái tâm đa nhiệm mà chị quý Phật tử có thể thấy được rằng nó có một số điểm mà chúng ta cần chúng ta được đặt cái nền tảng trước, dạ, giống như xây nhà được xây cái nền trước, dân già rồi thì chúng ta sẽ thấy cái cách học này nó xíu giúp chúng ta có căn bản cho những bài học tiếp theo. Hơn là chúng ta đi quá nhanh rồi chúng ta thấy rằng hơi
để choáng ngợp một chút. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma. Kính Trương Chí Tăng đã vào Rung để chia sẻ. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thứ là thành thầy, chúng con kính truyền thân thầy đang đã chia sẻ thêm cho chương trình ngày hôm nay. Còn là những việc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bí mật Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lo lắng thành tích pháp. Kính cảm ơn quý ớp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường đúng chánh pháp nhiệm màu của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hạ thiện hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Yang kinci kusala kamang kapa pagiri yang memakai nama jaman sabida se sukatangi sata pasangi no ati yenya sata pasangi no katang bunya palang mayang sapi paki pawan tute yedang katang suwili tang gendang bunya palang maya yedya batana jaman tide wadang toa iwe kayum sapi lo kami yesata jiwan taharane tu kamanunyang po janang sape lapan tumang aji lapati kong sin hoi hương phước lành na kap kong pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ tổ thân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường kiềm nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân sang subang kalang ka khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang ho tu sa pa tu ma lang ra lang ra khan tu sa pa di va ta sa pa ta ma lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang ho tu sa pa tu ma lang ra khan tu sa pa di va ta sa pa
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Trung Phật Pháp Quý Thanh Mát xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.